Có một chàng trai trẻ muốn được thành công và kiếm thật nhiều tiền, nên anh ấy đi tới gặp một người thầy. Anh ấy bảo với ông thầy là tôi cũng muốn có được thành công giống như ông. Ông thầy bảo, nếu anh muốn có thành công giống như tôi, thì 4 giờ sáng ngày mai hãy tới bãi biển đợi tôi ở đó. Thế là 4 giờ sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ tới bãi biển và háo hức để xem ông thầy này sẽ dạy mình làm cách nào để thành công. Ông thầy tới, nắm lấy tay của chàng trai trẻ và hỏi, anh muốn thành công đến cỡ nào? Chàng trai trẻ trả lời, tôi rất muốn thành công, tôi muốn dữ lắm. Ông thầy bảo, vậy thì đi xuống nước cùng với tôi. Thế là cả hai người đi từ từ xuống nước. Khi mực nước lên tới lưng quần, chàng trai trẻ bảo, ông có bị gì không? Tôi tới đây là để học cách kiếm tiền, chứ không phải là tới đây để học bơi. Tôi không có nhờ ông ra đây để làm người cứu hộ cho tôi. Tôi chỉ muốn học cách kiếm tiền và thành công mà thôi. Ông thầy bảo, cứ tiếp tục bước ra xa thêm một chút nữa đi, rồi tôi sẽ chỉ cho. Chàng trai trẻ nghĩ thầm trong bụng, ông này chắc là bị điên mất rồi. Ông thành công, nhưng mà ông lại bị điên. Thế là chàng trai trẻ và ông thầy tiếp tục bước ra xa, cho tới khi mực nước biển lên tới cổ. Chàng trai trẻ bảo, tôi muốn quay lại, tôi không muốn đi xa hơn nữa, ông bị điên mất rồi. Ông thầy bảo, tôi cứ tưởng là anh muốn thành công chứ. Tôi muốn, chàng trai trẻ trả lời. Thế thì đi ra xa hơn chút nữa đi, ông thầy ra lệnh. Ngay lúc đó, ông thầy nắm lấy đầu chàng trai trẻ và nhận xuống nước. Chàng trai trẻ cố gắng ngóc đầu lên. Ông thầy tiếp tục nhận đầu xuống nước, cho tới khi nào chàng trai trẻ đuối sức và chuẩn bị xỉu thì ông mới nắm đầu chàng trai lôi lên và nói, tôi có một câu hỏi dành cho anh. Ông thầy hỏi, khi anh bị đè đầu xuống nước, anh muốn làm điều gì trước? Chàng trai bảo, tôi muốn thở. Thế là ông thầy bảo, này chàng trai, thành công cũng giống như vậy. Khi nào mà anh muốn thành công nhiều giống như là anh muốn được thở thì anh sẽ thành công. Khi mà anh bị tôi nhận đầu xuống nước và anh thoi thóp, điều duy nhất mà anh muốn là được thở. Anh không quan tâm tới chiều nay đi đá banh với ai, tối nay ai rủ anh đi uống cà phê, cuối tuần này đi nhậu nhẹt hay là đi tiệc tùng ở đâu. Điều duy nhất mà anh quan tâm là được thở. Và chỉ khi nào mà anh đạt được tới cái đỉnh điểm là cái điều duy nhất mà anh muốn là được thành công, cũng giống như là anh muốn được thở, thì tới lúc đó anh mới thành công. Tôi nghe câu chuyện này đầu tiên từ Eric Thomas. Tôi cũng xin nói thêm, thành công ở đây không phải chỉ nói về mặt tài chính, mà còn có thể hiểu thành công về mặt sức khỏe, tình cảm, nuôi dạy con cái, hoặc là sự đóng góp và cống hiến cho cộng đồng. Ai cũng muốn có được thành công ở một khía cạnh nào đó, nhưng không phải ai cũng chịu làm những gì cần thiết để có được nó. Nhiều người muốn có sức khỏe tốt, nhưng họ lại muốn hút cái điếu thuốc hay là uống cái chai bia trước mặt họ hơn là họ muốn đi chạy bộ. Nhiều người muốn có mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc, nhưng mà họ muốn được đúng hơn là họ muốn nói câu xin lỗi. Nhiều người muốn giỏi tiếng Anh, nhưng họ muốn dành thời gian xem TV hay là lên mạng xã hội nhiều hơn là họ muốn dành ra 2 tiếng mỗi ngày để học từ vựng, luyện nghe và nói. Nhiều người muốn thay đổi cuộc đời, nhưng khi chỉ cho họ những quyển sách hay để đọc thì họ lại bảo tôi không có tiền để mua sách, hoặc là tôi không có thói quen đọc sách. Bạn tôi ơi, nếu chỉ muốn thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn chấp nhận làm những điều gì để có được cái bạn muốn? What are you willing to do? Are you doing whatever it takes? How bad do you want it?